Thưa quý vị, những bông hoa qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ cắm hoa đã trở thành tác phẩm nghệ thuật, là quà tặng ý nghĩa trong dịp đặc biệt hay để tô điểm không gian sống. Mời quý vị cùng phóng viên Thảo Linh tìm hiểu nghề cắm hoa nghệ thuật qua phóng sự sau. Cùng với sự phát triển của các cửa hàng hoa tươi, thị trường hoa của thành phố Lào Cai đang dần hòa nhịp với xu hướng cắm hoa hiện đại, sáng tạo và mới lạ. Khi bước vào bất kỳ một cửa hàng hoa nào, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ cắm hoa đang tỉ mỉ chăm sóc cho từng đóa hoa, biến mỗi tác phẩm thành một bức tranh nghệ thuật. Với niềm yêu thích dành cho nghệ thuật cắm hoa, chị Phan Hải Yến ở thành phố Lào Cai đã dành thời gian tham gia nhiều khóa học dạy cắm hoa chuyên nghiệp. Sự tinh tế, ham học hỏi cùng khiếu thẩm mỹ đã giúp chị Yến tạo nên những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mình đã có cái đam mê về cắm hoa từ rất lâu rồi và đi học thêm cũng như trải nghiệm thêm về ngành nghề cắm hoa, rồi mang phong cách cắm hoa hiện đại về với thành phố Lào Cai. Cắm hoa thì mình không gọi là theo một cái bố cục hay là một cái cách sắp xếp nào cố định. Mình khi nào mình thấy gọi là hợp mắt và hợp ý và coi như là hợp với tiêu chí của người dân Lào Cai thì mình sẽ cắm. Nghĩa là những bông hoa này không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn mang giá trị nghệ thuật rất cao, giúp người tặng truyền tải được hết tình cảm của mình và thông điệp đến người nhận một cách thực sự tinh tế. Là thợ cắm hoa chuyên nghiệp, mỗi ngày chị Đỗ Kỳ Hạnh ở phường Lào Cai đều tìm kiếm các mẫu hoa mới, thổi hồn cho hoa thành những tác phẩm nghệ thuật bắt kịp xu hướng. Từng công đoạn, từ chọn hoa, phối lá đến gói giấy thắt nơ đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ. Quan trọng trong cắm hoa thì mình sẽ lên ý tưởng của từng bó hoa, chọn những loại hoa để mix được với nhau. Và điều quan trọng nhất phải biết là khách hàng mình là thích gu như nào để mình hướng tới. Phong cách cắm hoa nhẹ nhàng, hiện đại, sang trọng, kết hợp hoa nội địa và nhập khẩu như hồng Đà Lạt, mẫu đơn, cẩm tú cầu nhanh chóng được yêu thích. Giá mỗi giỏ hoa trung bình từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Cũng có sản phẩm lên đến hàng triệu đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Thợ cắm hoa thì theo yêu cầu là cũng phải đam mê một chút về hoa, có một chút nhu cầu về thiên hướng nghệ thuật. Cũng có một chút về mắt thẩm mỹ, am hiểu về các loại hoa. Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng tâm hồn nghệ sĩ, những bông hoa sinh trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, truyền tải thông điệp ý nghĩa tới người nhận, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.